Xin chào mừng toàn thể anh chị em đã quay trở lại với Beautiful Car trong chuyên mục báo giá xe mới. Trong nội dung của video ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu về dòng xe Hyundai Creta, cụ thể là phiên bản Hyundai Creta tiêu chuẩn, một trong những phiên bản bán chạy nhất của Creta đang phân phối chính hãng tại Việt Nam. Trong tháng 11 này thì để chạy chỉ tiêu, dòng xe Hyundai Creta, đặc biệt là đối với Creta phiên bản tiêu chuẩn thì ngoài mức giá niêm yết, toàn bộ quý anh chị và khách hàng khi mua xe sẽ nhận ngay 1 năm bảo hiểm thân vỏ trị giá khoảng 12 triệu đồng anh chị nhé. Tuy nhiên thì phần bảo hiểm thân vỏ này sẽ không có giá trị quy đổi và trừ thẳng hóa đơn. Đây chỉ là một phần tặng thêm khi mà các công ty bảo hiểm đã liên kết với đại lý Hyundai với Lê Văn Lương để tặng riêng cho khách hàng. Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về dòng xe Hyundai Creta. Như quý anh chị và các bạn đã biết thì Creta thuộc phân khúc CUV hạng B gầm cao tại Việt Nam, nằm chung phân khúc với các đối thủ như là Kia Seltos. Đối với dòng xe Creta thì sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và phân phối với 4 phiên bản, bao gồm phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản đặc biệt, phiên bản cao cấp 1 tông màu và phiên bản cao cấp 2 tông màu. Mỗi phiên bản thì dĩ nhiên sẽ có những sự khác nhau, và đối với phiên bản tiêu chuẩn thì sẽ mang trên mình những trang bị option thuộc hàng cơ bản và tiêu chuẩn nhất của dòng xe Hyundai Creta. Còn nếu anh chị và các bạn là những người mà quan tâm đến option tiện nghi, đồ chơi cũng như tính năng an toàn thì mình có thể cân đối thêm tiền để mình lấy thêm hai phiên bản là đặc biệt và cao cấp, sẽ được bổ sung thêm rất nhiều những tính năng an toàn, đặc biệt là trên phiên bản cao cấp thì có thêm cả gói Hyundai Smart Sense, một trong những hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh hàng đầu thế giới. Khi mua Hyundai Creta thì anh chị và các bạn sẽ có hai sự lựa chọn, một là trả thẳng để lấy xe mang về nhà làm đăng ký hoặc có thể sử dụng full các dịch vụ đăng ký tại đại lý. Ngoài ra nếu anh chị có nhu cầu trả góp thì mình sẽ nhận xe lâu hơn so với việc mình mua trả thẳng, và sẽ phải trông thông qua quy trình trả góp cũng như là điều kiện trả góp. Ở thời điểm hiện tại thì việc duyệt vay ô tô trả góp nó không dễ như những năm gần đây, khi mà lãi suất đã tăng cao cộng với nguồn tiền của ngân hàng để giải ngân cũng khá là khan hiếm. Tuy nhiên thì thông qua đại lý Hyundai Lê Văn Lương, nếu anh chị có nhu cầu mua xe, mình vẫn sẽ được hỗ trợ tối đa là 80% giá trị xe. Thời gian vay tối thiểu là 36 tháng, vay tối đa sẽ là 84 tháng. Lãi suất trong năm đầu sẽ là 10,8% một năm và lãi suất ở những năm tiếp theo rơi vào khoảng tầm 12% một năm anh chị nhé. Đối với dòng xe Hyundai này thì anh chị hoàn toàn có thể mua ở bất kỳ đâu, bất kỳ đại lý nào mà anh chị thích. Hyundai không phân vùng khu vực nên nếu anh chị ở Cà Mau hay ở Kiên Giang mà thích mua xe ngoài Hà Nội thì mình vẫn mua xe như bình thường. Khi mua Creta thì anh chị sẽ có hai phần khuyến mại. Trước mắt quý anh chị và các bạn là chương trình khuyến mại của đại lý Hyundai Lê Văn Lương dành cho phiên bản Creta tiêu chuẩn. Anh chị sẽ không được trừ trực tiếp vào giá bán, giá niêm yết vẫn là 640 triệu. Tuy nhiên thì anh chị sẽ được tặng kèm một số các phụ kiện và các voucher sau đây, bao gồm thẻ dịch vụ bảo dưỡng trị giá 20 triệu, một bộ thảm lót chân cao cấp, một ô che mưa thông minh của Hyundai, một visa cao cấp đựng giấy tờ xe. Cùng với đó, như đầu video Nghĩa đã trao đổi về việc mình sẽ được tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Ngoài ra khi anh chị mua xe Hyundai qua kênh Beautiful Car của Nghĩa thì sẽ được tặng một gói phụ kiện và voucher. Đây là một món quà tặng đặc biệt anh chị nhé. Anh chị sẽ được tặng bộ 5 khăn lau cao cấp này, bộ 2 sản phẩm chăm sóc nội thất xe, gương cầu lồi xoay 360 độ, bảng số điện thoại đặt táp lô, cùng đó là voucher giảm giá 50% cho dịch vụ spa xe. Không chỉ áp dụng với chiếc xe mà anh chị vừa mua mà có thể áp dụng cho tất cả những chiếc xe đang có mặt tại trong gara nhà anh chị, hoặc anh chị có thể tặng cái voucher này cho bất kỳ anh chị em bạn bè nào. Cùng với đó thì nếu anh chị có nhu cầu lắp đặt thêm các phụ kiện đồ chơi thì mình sẽ nhận ngay voucher giảm giá 10% anh chị nhá. Sau đây thì Nghĩa sẽ mời anh chị chúng ta cùng ngắm qua một chút về Hyundai Creta phiên bản tiêu chuẩn, tìm hiểu sơ qua một chút về thông số kỹ thuật cũng như là mức giá lăn bánh tất cả các phiên bản, cũng như là mức giá lăn bánh của Hyundai Creta phiên bản tiêu chuẩn tại Sài Gòn, Hà Nội, các tỉnh thành tính thuế 10% và 12%. Đối với dòng xe Hyundai Creta, đây là một mẫu xe SUV gầm cao cỡ nhỏ hạng B. Xe thì nhìn chung sẽ vận hành tương đối tiết kiệm và đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của người Việt mình. Xe được trang bị khối động cơ 1.5 lít, đi kèm với đó là hộp số tự động. Khoảng sáng gầm xe thì lên đến 200mm nên anh chị hoàn toàn có thể sử dụng giống như một chiếc xe SUV. Đối với phiên bản tiêu chuẩn thì mình sẽ được trang bị đèn bi halogen la răng 17 inch. Cùng với đó thì mình sẽ được trang bị 6 loa trên xe thay vì 8 loa bâu trên những phiên bản cao cấp hơn. Một số các tính năng khác có thể kể đến như toàn bộ vô lăng bọc da này, ghế da cao cấp, có cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, có khởi động bằng nút bấm Smart Key. Cùng với đó, các tính năng an toàn tương đối ổn định với camera lùi, hệ thống cảm biến sau, chống bó cứng phanh, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử,
cả biến áp suất lốp, có cả phanh tay điện tử và chức năng auto hold, và cuối cùng thì xe sẽ được trang bị 6 và cuối cùng thì xe sẽ được trang bị hai túi khí anh chị nhá. Đối với phiên bản Hyundai Creta tiêu chuẩn hiện tại giá niêm yết đang là 640 triệu và giá bán thực tế ở thời điểm này cũng là 640 triệu. Sau khi hoàn thiện tất cả các chi phí bao gồm lệ phí trước bạ, biển số, đăng kiểm, bảo trì đồng bộ cũng như bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc thì anh chị sẽ có mức giá lăn bánh tại Hà Nội là 742 triệu, lăn bánh tại Sài Gòn là 729, lăn bánh tại các tỉnh thành tính thuế 12%, ví dụ như Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn sẽ là 727 triệu. Và nếu anh chị đăng ký ở tỉnh thì mức giá lăn bánh tối thiểu sẽ là 714 triệu. Với chương trình vay trả góp, anh chị sẽ được vay tối đa là 512 triệu, tương đương với 80% giá trị xe, và anh chị sẽ cần phải chuẩn bị giúp nghĩa 243 triệu nếu mình muốn đăng ký ra biển Hà Nội, 230 triệu nếu đăng ký tại Sài Gòn, 228 triệu đăng ký tại tỉnh thành tính thuế 12%, và với các tỉnh thành tính thuế 10%, anh chị phải chuẩn bị giúp nghĩa là 215 triệu. Số tiền chuẩn bị ở trên thì đã bao gồm tất cả các chi phí lăn bánh và bảo hiểm thân vỏ xe. Nếu anh chị và các bạn cần chi tiết hơn nữa về số tiền trả góp hàng tháng thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp với số hotline mà Nghĩa đính kèm trên video. Mình sẽ nhận được bảng kê chi tiết nhất cho phiên bản Creta khi mà quý anh chị và các bạn mua trả góp. Trên đây là toàn bộ thông tin về dòng xe Hyundai Creta phiên bản tiêu chuẩn, chương trình giá bán khuyến mại cũng như thủ tục trả góp trong tháng 11. Nếu anh chị và các bạn có nhu cầu tìm hiểu, lái thử và quan tâm đến dòng xe này, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với số hotline mà Nghĩa đính kèm trên video. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.